Nhằm ăn mừng thành công của MV chung với ông xã Trấn Thành vừa ra mắt ngày 7 tháng 3 vừa qua, Harry Won tung bộ ảnh mới tuyệt đẹp dành tặng người hâm mộ. MV từ giây phút đầu là MV song ca đầu tiên của cặp vợ chồng son Trấn Thành Harry Won. Được quay tại nhiều thắng cảnh ở Đà Nẵng và Hội An, MV ghi lại những khoảnh khắc tình cảm ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau. Dù sản phẩm âm nhạc chỉ vừa được ra mắt vào ngày 7 tháng 3, nhưng đã nhanh chóng được đông đảo khán giả hưởng ứng nhiệt tình. Đặc biệt, khả năng phát âm tiếng Việt tròn trịa của Harry Won cũng là điểm cộng khiến nhiều người đánh giá cao sản phẩm âm nhạc chung này của cặp đôi. Chỉ sau 4 ngày ra mắt, MV từ giây phút đầu đã đạt được trên 1,6 triệu lượt xem, hơn 30.000 lượt yêu thích cùng với rất nhiều lời khen ngợi của cộng đồng mạng. Một tài khoản đã nhận xét dưới MV chính thức của cặp đôi rằng Trấn Thành và Harry thương nhau, vượt qua bao nhiêu sóng gió mới nên vợ nên chồng như bây giờ. Vậy nên xem MV rất thích vì cảm giác hai anh chị cực kỳ chân thật, mộc mạc và đầy tình yêu thương. Nhiều người cũng đã đồng tình với lời nhận xét này của bạn khán giả trên. Từ giây phút đầu được xem là MV chứng tỏ bước trưởng thành của Harry trong sự nghiệp, liên tục cho ra mắt những sản phẩm chất lượng, chỉnh chu và đẹp mắt. Harry Won đang ngày càng khẳng định sự nghiêm túc của mình đối với con đường nghệ thuật. Để ăn mừng MV ra mắt thành công, đồng thời cũng để tri ân khán giả đã yêu mến và ủng hộ cho ca khúc mới của mình, mới đây Harry Won đã tung ra bộ ảnh tuyệt đẹp được chụp tại Phan Thiết trong chuyến lưu diễn kết hợp du lịch của cô. Bộ ảnh này đã ghi lại rất nhiều khoảnh khắc đẹp mắt của địa điểm du lịch nổi tiếng ở Việt Nam, đồng thời cũng cho thấy một Harry Won ngày càng xinh đẹp, tự tin và đầm thắm hơn sau khi kết hôn. Bên cạnh đó, cô nàng cũng đang bắt tay vào chuẩn bị cho một sản phẩm âm nhạc riêng của mình, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều bất ngờ, xen lẫn thú vị dành cho người hâm mộ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm đăng ký để theo dõi thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!